Hello, xin chào anh em nha. Đến với kênh Cục Vật Gaming. Thì hôm nay nha, sau cái clip hôm trước là cái clip mod skin Lord Bennett ha, cái thằng trên cuộc chiến giữa các vì sao á. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn là mod rip của gì nè. Mod rip của cuộc chiến giữa các vì sao ha, mod kiếm á, kiếm ánh sáng, thằng kiếm ánh sáng á. Cuộc chiến giữa các vì sao nó tên là gì ta? Star Wars, đúng rồi. Ok, hôm nay thì mình sẽ hướng nha. Đầu tiên là các bạn phải mod skin vô này cho nó đẹp đẹp chút. Rồi, mod skin vô thì các bạn để mà hoạt động á, để mà khởi động cái mod skill này á thì các bạn phải bấm F8 lên để mà add. Tại vì khi mà các bạn chuyển skin thì nó sẽ không có vũ khí đâu. Các bạn phải add on weapon á. Gọi ra tất cả cái vũ khí của nhân vật của mình. Và các bạn lưu ý là phải các bạn phải mod menu F8 lên nha. Kênh mình có clip hướng dẫn mod F8 rồi á. Các bạn cứ làm theo thôi. Rồi các bạn lăn chuột rồi kiếm đến cái vũ khí. Thì cái đao khi mà các bạn mod cái bản này vô á thì bản VIP nè, nó gồm vũ khí luôn. Nó cũng đã có bị vũ khí, mình sẽ hướng dẫn luôn. Đó thì nó gồm một là cái đao này nè, cái đao machete này ha, đó nó sẽ là cái này đó, một cái vũ khí nè, cái thanh kiếm này là gươm, này gươm đỏ đỏ, kiếm đỏ ha. Rồi tiếp tục đó, cái này là cũng là kiếm đỏ nhưng mà hình thập giá ha. Cái này cái gì ta, phải không ta? Rồi cái này hình như kiếm kiếm xanh lá là kiếm trắng gì đó. Rồi tiếp tục ha, có 4 cây thôi. Đó, cái này là kiếm xanh lá hay là kiếm trắng gì ạ? Thì đầu tiên là các bạn bấm F7 lên ha. Mod vô thì các bạn bấm F7. Các bạn nếu mà phím mà nó trùng với lại map editor á, thì các bạn lưu ý về chỉnh phím lại nha. Đó, thì mình không có cài mod map editor cho nên mình bấm F7 được bình thường ha. Bấm F7 nè. Rồi mình sẽ bật lên. Bây nào nó không bật ha, mình bật lên. Bấm Enter để bật lên. Các bạn di chuyển xuống. Mấy cái này thì các bạn nên bật lên hết luôn ha. Thì mấy cái này là nếu mà các bạn dịch ra thì nó gọi là từ trường nè, khi các bạn bật lên nó sẽ có hiện từ trường nè, đó nó mờ 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 xung quanh này ha. Khi mà nhân vật mấy đứa khác nó bắn vô mình thì nó sẽ phản đam lại, nó có vòng bảo vệ ha. Rồi các bạn bấm F7 để tắt đi. Rồi lúc này là các bạn có thể sử dụng được rồi, grip rồi, các bạn bay nhảy nè. Đó, khi di chuyển tới gần một người xe gì đó thì cái vòng bảo vệ xung quanh mình á nó sẽ đẩy đi ha, thì xét đi đó, nó giống như là xét điện vậy, điện xung quanh vậy á. Rồi cái nhảy thì nó chỉ cái nhảy kiểu này thôi đó ha. Rồi đó, lúc mà các bạn chưa có mở thanh gươm ánh sáng lên á thì nó chỉ có được cái phép nhảy thôi, đánh thì cũng bình thường ha, đánh tay bình thường. Các bạn bấm chuột phải để mở lên ha, bấm chuột phải để mở thanh gươm này, thanh gươm màu xanh. Để nên mình kiếm thanh gươm sát khác nha. Sorry, kiếm mình gươm đó. Đây, cái đây là cái cây kiếm đúng của nó này, cây kiếm màu đỏ này ha. Đó, các bạn lưu ý là bấm F7 lên, các bạn bật cái nó mấy cái này lên nè, lâu lâu nó bị lỗi á. Em bồ đây rồi, đít bồ lại ha, bật nó lên lại. Rồi rồi giả sử mình sẽ gọi cảnh sát ra cho nó đánh mình. Đó, xe nó đụng tới mình là đều văng đó nha. Rồi đó ha, rồi mình sẽ hướng dẫn. Đầu tiên là các bạn đánh chuột trái nè, là đánh bình thường ha. Đó, các bạn đánh một cái thì nó văng xa đó ha. Chuột phải là biến lên biến xuống nha. Đó, rút gì nè, ấy thanh gươm sáng, nó sáng rồi. Ok, cái khi mà các bạn bật cái này nè thì cái vòng bảo vệ của mình nó khi mà người ta bắn vô mình nó sẽ kêu như vậy này ha. Đó, nếu mà các bạn tắt đi thì các bạn sẽ tốn máu. Các bạn bật lên thì nó sẽ bảo vệ như này. Đó, nó skill tít 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 đó.
Rồi thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách chơi rồi này. Đầu tiên là các bạn bấm phím quy rê tới người ha, rê mục tiêu tới người, bạn bấm phím quy đó, nó sẽ hút thằng này tới này, nó chém này, này. Đó ha, quy này, quy nha, bấm phím quy nha. Di chuyển thì bình thường cách là để bay, quy để hút tới đó ha. Rồi nói chung mà bạn mod này nó cũng không phải hoàn hảo cho lắm, nó free mà. Rồi bấm chuột, chuột phải là đây, mình hay nhầm. Các bạn có thể bấm phím E, bấm phím E để mà văng kiếm nữa ha, đó, phím E để văng kiếm ra đó, bấm phím E để văng kiếm đấy, nó sẽ thu hồi lại nha. Rồi ok đó, nó chỉ có nhiêu đó thôi, nói chung là mod này cũng có chỉ có nhiêu đó ha, E quy thôi, quy để hút người tới chém, E để quăng kiếm tới. Rồi còn cách thì là bay thôi, bay tới người thì đó, còn chuột trái thì chém ha, bay tới người thì người dân này, đó, chuột trái là chém đó ha. Rồi vậy thôi, đơn giản vậy thôi ha, boss chỉ có nhiêu đó thôi, bay chủ yếu là bay, bay là văng kiếm thôi, văng kiếm là hút người tới thôi. Rồi ok, đơn giản ha. Để phan mình lấy cái ảnh nền cái. Thì mình nói sơ về một số cây kiếm ha. Đó, đây kiếm đỏ nè. Các bạn lấy cái rìu nữa, nó chỉ là kiếm đỏ. Cũng là kiếm đỏ nhưng mà nó có hai cái ở xung quanh ở hai bên ha. Bạn để chuyển về bữa tối á. Ôi lỗi rồi. Các bạn có thể tắt đi. Bấm F7 lên tắt đi. Lại. Đó, giờ nó hiện lên lại lên này. Đó, nó có hai cái tia xung quanh này. Rồi. Rồi ha, rồi cái gì nữa ta, rồi tiếp tục mình sẽ tiếp tục cái vũ khí khác, nó sẽ là một cái kiếm màu xanh lá ha, còn cái này là nó sẽ là một cái kiếm trắng, cái này nè, cái dao nè là xanh lá, cái kia là kiếm trắng nha, kiếm xanh á, kiếm xanh nhạt, xanh dương nhạt, nó vòng tròn nó sẽ cũng thay đổi theo màu luôn nha, cái vòng tròn mà bảo vệ nó sẽ thành màu xanh lá luôn vậy nè. À, còn cái kia để mình ấy là cái kiếm này, này kiếm trắng ha, kiếm xanh dương á, trắng, kiếm trắng, nó hơi xanh nhạt chút, có thể cho đồ họ. Rồi ok thì đó, nó chỉ có vậy thôi ha, bấm F7 lên bật lên này, cái này có thể chỉnh màu nè. Nhưng mà thật chất ra các bạn phải đúng cái kiếm á, nó mới end nha. Chứ không là nó lỗi, nó không có hiện thanh kiếm luôn đâu. Mấy cái đó thì làm theo đó. Các bạn cứ làm theo câu cái mình là chơi ok rồi. Okay. Để mình ấy nó hơi bị ồn. Rồi. Đó, các bạn muốn không có vòng bảo vệ thì cứ bật tắt cái này đi. Đó, này sẽ không có vòng bảo vệ. Này lúc này thì các bạn có thể thấy rõ ràng hơn ha. Rồi mình sẽ là lấy cái anh nền. Rồi ok ha.
Rồi. Rồi, ok. Giờ mình sẽ ra ngoài mình hướng dẫn cái mod này. Rồi. Đầu tiên là các bạn tải về những cái file như này ha. UP4 này, RIP5, RIP5.net và ba cái file. Server là RIP này. Saber này, Saber là vũ khí á. Có 4 cây súng, 4 cây kiếm hồi nãy á. Rồi một cái add-on drop để mà gắn vô, bắt buộc phải phải gắn cái add-on drop vô ha. Thì đầu tiên các bạn cứ cài UP4 như một phần mềm bình thường ha, các bạn chạy cài, các bạn mở lên. Đó, mở lên thì các bạn nào mà chưa bao giờ cài UP4 á thì nó sẽ kêu các bạn chọn đến đường dẫn game. Các bạn chọn đến đường dẫn game xong đó các bạn né tới phần đây, bấm rồi sau đó bấm GTA 5 Windows. Bật UP4 lên. Trong khi đó thì các bạn cứ giải nén tất cả những cái file ra. UP4 mình mở lên rồi thì các bạn bấm vào edit mode để có thể chỉnh sửa được mode ha. Lưu ý là các bạn phải bật cái ID manager này lên nha. Cái intro nó lên thành màu xanh lá như vậy. Ban đầu nó là màu xanh dương. Các bạn intro nó lên thành màu xanh lá như vậy là ok ha. Rồi, để mà có cái này là nó sẽ giúp cho các bạn khi mà mod đó nó sẽ có cái phần bật cái phần mod folder lên. Nếu mà các bạn mà không có bật cái IE manager này lên này thì nó sẽ mod vô trực tiếp vô game mà sau này bị lỗi nó sẽ không fix được ha. Đó, mình nhắc đi nhắc lại hoài luôn á. Rồi, đầu tiên là các bạn giải nén tất cả những file ra ha. Nén tất cả file ra. Rồi ha. Thì đầu tiên là mình sẽ cài cái Star Wars này trước ha, rip này trước. Thì đầu tiên là nó có file readme này, các bạn đọc cái hướng dẫn ở dưới. Các bạn kéo xuống. Thì nó kêu là cài ba file này. 1 2 3 vào trong file game. Rồi, các bạn paste vô trong thư mục game ha. Paste ba file đó ở trên. Vô thư thư mục game ha. Sau đó rồi các bạn xuống cái phần này. Xuống bên này các bạn phải mở bằng UP4 nha, nó ghi UP4 này. Bạn chọn đứng đứng đuôi dẫn này là được ha. Bạn vào UP4 ha. Các bạn vào mod update RBS ISO4 test tour rip td đó chấm rbs đó. Các bạn kéo cái file Star Wars test tour này vô ha. Các bạn kéo vô, phải từ 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 từ, các bạn kéo cái này vô đó, file này vô trong thư mục ngay cái đường dẫn rip này ha. Kéo file này vô vô trong cái đường dẫn này, lưu ý nha. Kéo vô, còn ở dưới này nó có kêu một insert một cái meta nữa để mà không có in animation đó. Đó thì nhưng mà mình thì không cài cho nên không không cài thì đó nó hiện tại là giống như game của mình, còn các bạn thích thì các bạn cứ cài vô thử ha. Rồi lưu ý nếu mà trong file mod của bạn không có đường dẫn này, không có update RBS thì các bạn đến cái file update của game nha. Các bạn vào update.rbs của game ấy nha, chứ không phải trong mod. Bạn bấm copy to mod folder. Nó hiện như vậy nè. Bấm copy to mod folder nó sẽ tự động copy vô trong mod ha. Nếu mà các bạn chưa bao giờ mod á thì trong file mod nó không có gì đâu. Bắt buộc phải các bạn phải copy file update vô. Cái update xong rồi cái vô ISO4 test tour rip td kéo cái này vô đó là được. Còn cái file này không cài ha, cái file này các bạn có thể cài theo hướng dẫn cũng được, coi thử như nào, còn mình thì mình không cài. Rồi để mình đem nó luôn là nếu mà cài vô thì nó sẽ như nào ha, để mình dịch cái đoạn này nè nè, dịch Google liền, đơn giản cứ Google dịch thôi nó ra thôi. Cài đặt nếu bạn chỉ muốn hoạt ảnh Liber, chỉ muốn cái kiếm nó sáng lên á, nó mọc ra á. Còn không muốn hoạt ảnh đánh cận chiến là chỉ có hoạt ảnh ra cái kiếm thôi, không có giống như là lao tới chém đó, thì cài cái này đó, kiểu là cài để tắt cái đánh đánh gần rồi, đánh cận cận gần thôi ha. Thì mình cũng không 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 cài, không còn dùng cài phải đó chi. Rồi tiếp theo là mình sẽ cài server, lưu ý ha, cài server. Server lưu ý giúp mình theo như trong hướng dẫn á, theo như trong hướng dẫn thì các bạn phải cài trên cái BD
BBN8 và BBN3 nếu mà có ha, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài server. Các bạn vào từng file kiếm, đây là ba bốn file kiếm, còn cái này là file drop ha. File drop thì lát nữa mình hướng dẫn cài sau. Bốn file kiếm thì cái đầu tiên là bạn vô file Kiloren đây, các bạn copy cái name nó, các bạn search trong Apple 4 cái phần nhấp vô GT5 nè, các bạn search rồi các bạn search à, mình chỉ cho cách cài dễ đơn giản ha. Rồi rồi đợi nó search ha, đợi nó tìm tìm kiếm file, rồi đợi một chút ha. Lưu ý là cái màu, nếu mà màu này thì nó đang ở nằm trong file mod nha. Đó, file mod này, các bạn có thể các bạn chỉnh sửa gì chỉnh sửa trong file mod nha, để sau này mà có lỗi gì cái các bạn chỉ cần phó xóa file mod trong game ra là có thể về lại game ban đầu chưa có mod gì. Tìm kiếm hơi bị lâu ha, chắc mình thoát game ha. Thì các bạn muốn hướng dẫn game thì ở đầu clip rồi, mình sẽ thoát game cho nó nhẹ máy, mất máy của mình nó bị gì biết. Rồi thoát game cho nó nhẹ máy à, rồi nó tìm để cho nó tìm nhanh hơn ấy mà. Ủa game này là game gì đây? Sorry sorry nha, mình lại nhầm rồi, này mới là game game mình đang đang dùng. Thoát ra thoát ra thoát ra rồi, mình ấy lại Open 4 ha, mình chỉnh chuyển lại Open 4 về cho cái thư mục gốc game của mình. Hiện tại luôn nó đang nằm ở trong thư mục game 100k cho nên. Rồi để em coi lại ha. Đó, cái này là có thể chuyển đổi với nhiều game bản game với nhau. Đó, ok rồi ha. Thì các bạn search lại giúp mình, giống mình. Search cái tên cái name á. Đó, ha. Rồi ha. Đó, nó ra rất là nhiều cái như này nè. Rất là nhiều cái như này, nhưng mà các bạn lưu ý chỉ có dùng ở bắt đây 3NG và bắt đây 8NG thôi. Lưu ý nếu mà trong đây mà nó sệt nó không ra mấy cái file mod này mà không có luôn thì các bạn giúp mình á, trừ khi giống như các bạn mod rồi, trừ khi những cái bản đồ họ khác của bạn mà không sệt ra trong file mod mà không có cái bắt đây 3NG và 8NG thì các bạn phải copy từ mod ra. Đó, các bạn phải copy như vậy nè, các bạn vào DLC pack của game á, các bạn xuống cái bắt đây 8NG này, bạn này bấm copy to mod folder ha, xong rồi tiếp tục cái 3NG này, này. Các bạn bấm copy to mod folder nó sẽ tự động copy cái bắt đây 3NG dưới 8NG, nó sẽ tự động copy mod, lúc này các bạn search nó sẽ ra nếu mà các bạn search không ra nha, lưu ý. Đó, rồi đó đơn giản vậy thôi. Lưu ý quan cài 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 vũ khí này nó nằm ở bắt đây 3NG và 8NG nha. Rồi bắt đây 3 này đó, thì nó ba file nó nằm ở đây, ba file trong này này đó, nó nằm ở đây, còn 8NG nó nằm ở đây, thì các bạn cứ nhấp vô một file nào đó thôi đó. Đó thì nó nằm ở trong bắt đây 3 này ha, các bạn lưu ý ha, bắt đây 3 này, bắt đây 3 này, để mình nhấp lại nha. Rồi các bạn có thể mở lên coi đó, đây là đúng cái vũ khí ha, thì các bạn cứ kéo ba file vũ khí vô à. Lúc mà chưa có mod vô thì nó không phải là vũ khí đâu, nó là cái đao là gì đó, cái kiếm là gì đó, các bạn kéo vô để cho nó chồng đè lên ha. Rồi kéo vô, rồi tiếp tục với bắt đầy 8, các bạn kéo vô bắt đầy 8 ha, 8 này, file này này nhìn nó mới rõ đó, cũng vậy luôn ha, các bạn kéo ba file này vô. Đó, các bạn kéo vô là ok ha. Đó. Đó, tiếp tục mình với cái cây thứ hai thôi, mình rename nó xong rồi cái mình sợ tiếp, còn không các bạn vứt vô trong bắt đây 3 và bắt đây 8 này luôn, nếu mà các bạn không muốn sợ cứ copy hai bắt đây 3 bắt đây 8 vô trong mod rồi dục vứt vô đó. Còn mình thì mình mod vô luôn, mình sợ mình tìm, nếu mà chỉ có bắt đây 3 giống như trong file này đi, nó không có bắt đi 8 thì các bạn cứ mod vô bắt đi 3 thôi hả. Đó, các bạn kéo thả vô bắt đi 3 thôi đó. Nếu mà đồ họ của mình không có bắt đi 8 trong mod đó, các bạn kéo vô trong bắt đi 3 là được, thì lúc này nó cũng sẽ
hậu động ha, cái kiếm nó cũng sẽ cay được đó. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Tiếp tục với cái kiếm thứ ba thì các bạn cũng search name như này đó. Rồi các bạn search lên tìm xong rồi, này nó có hai bắt đây luôn, bắt đây 3, bắt đây 8 luôn, trong ở file mod đây nha. Ở dưới này là file game rồi, màu này là file mod, thì các bạn cứ kéo file vô đúng thư mục đó luôn, kéo vô rồi tiếp tục ở dưới cái bắt đây 8 này đó, nó sẽ nhảy vô bắt đây 8, các bạn kéo thư mục vô nhấp lại các bạn kéo 3 file vô là xong đó hả. À, cái mở lên cho mà thấy đó, ok ha. Rồi tới cái kiếm cuối cùng, cái van đá Wander này nè, cái kiếm của thằng Wander đó. Một mấy cái này là mấy cái skin của mấy đứa kia, kiếm của mấy đứa kia, mấy nhân vật khác. Các bạn có thể search name của nhân vật đó rồi các bạn cài skin vô đó. Này thì chỉ có bắt tay 8 thôi nè, thì các bạn nó đơn giản hơn, bắt tay 8 thì cứ cần kéo vô thôi đó, nó nằm vô trong bắt tay 8 luôn ha. Rồi ok đó, vũ khí là bốn cái là mình đã mod xong rồi. Thì bây giờ tiếp tục mình sẽ tại cái drop mình sẽ đi link mấy cái này, file này mình sẽ để link ở dưới video nha. Đó, tất cả các file mình sẽ để link dưới video. Bây giờ trước khi cài cái drop của mấy cái kiếm này, cái hiệu drop là giống như cái hiệu ứng mà cái ánh sáng của cái gim gươm gì á, thì bây giờ mình sẽ cài drop. À, mình sẽ cài drop vô, add-on drop vô, rồi sau đó mình mới cài drop số kiếm vô nha. Ha, mình lấy cái cài cái này vô. Sau đầu tiên mình sẽ cài add-on drop vô hả. Các bạn vào giải nén add-on drop ra, các bạn copy cái DLC bắt này nè, nó chỉ là add-on drop thôi. Các bạn bắt vô trong thư mục mod này, update ISO4 đó, ngay cái DLC bắt này, các bạn bắt vô ha, đó, bắt vô là được, bắt vô là xong rồi. Tiếp tục là mình sẽ mở cái read name lên, mình sẽ khai báo cho cái add-on drop. Các bạn copy cái code này nè, các bạn khai báo với trang xe vậy, add-on bet vậy đó, xe hay add-on bet vậy. Các bạn vào mod nè, update update RBS command data, kéo xuống DLC bắt, DLC list, bấm chuột phải bấm edit, kéo xuống dưới cùng, rồi các bạn bắt cái dòng ở dưới cách một cái nó bắt dòng add-on drop vô y chang mình nè, bắt cái dòng add-on drop vô và sao lại ha, sao lại là được. Và lúc này mình sẽ khai báo xong add-on drop rồi thì tiếp tục ha, mình sẽ theo hướng rào dẫn thôi, làm theo hướng dẫn rồi ha. Ừ, rồi xong ha, còn cái này thì từ từ mình lát nữa mình khai báo sau. Rồi tiếp tục ha, mình sẽ vào trong ở bông 4, bông 4 này, bông 4 rồi vào cái điều select và âm 4 đó, mod này âm 4 là vừa mod update ISO4 DLC bắt, kéo kiếm cái add-on drop ha. Các bạn vào vào DLC c.rbs vào drop.rbs ha. Thì mấy cái saber này nữa là mấy cái ánh sáng của cái mấy cái kiếm á, cái này là mấy cái này là có sẵn trong cái add-on drop này rồi đó, nó mấy cái ánh sáng này. Cái nào mà các bạn nào mà thích, các bạn nào rành ba mát đó, các bạn có thể chỉnh màu lại mấy cái này được ha, các bạn có thể chỉnh lại chuyển thành màu khác được ha. Rồi đó, các bạn vô đúng đường dẫn này ha. Mà biết tiếp tục mình sẽ qua cái mấy cái kiếm hồi nãy lại, mình sẽ vào cái drop của mấy cái kiếm drop này, các bạn kéo hết tất cả bốn file này vô đó, trong đây nó cũng có hướng dẫn rồi, không có hướng dẫn, không có hướng dẫn, các bạn kéo mấy cái file này này, các bạn kéo vô đó, thì đó nó là mấy cái file trong đây ha, đó, cái màu cái ánh sáng của cái kiếm. Rồi kéo vô xong ha, kéo xong đơn giản. Bây giờ mình sẽ vô add-on drop lại, các bạn vào drop editor nè, các bạn bấm chuột phải vào, bấm run chạy bằng admin á, y chang add-on bet thôi ha. Rồi mình sẽ khai báo ha. Đầu tiên là mình sẽ mở cái, mình sẽ để một cái link này cho các bạn tham khảo ha, khai báo tham khảo rồi thì khai báo y chang cái hết trong hình này nha. Để cho chờ chút nó load hơi chậm. Rồi các bạn khai báo y chang luôn ha, đó 500 này,
1243984 nè, Saber nè. Khai báo ở trên trang này để mình hướng dẫn cho một lần. Đầu tiên là các bạn vào cái file này, cái từng từng file đó. Các bạn vào drop chứ, các bạn copy cái name server này trước đó. Mình sẽ cài cài cái server, các bạn drop này. App drop bằng manual là cơ bản á, bình thường á ha. Các bạn copy name luôn là server ha. Rồi, các bạn chọn test lại internal. Đó. Y chang này, này thôi, đó, cứ 500. Này là gõ 500. 500. Cái này là gõ 1 1 2 7 1 3 9 8 4. Rồi, các bạn copy, nhớ là copy này cho đỡ mất công gõ thôi. Các bạn drop nè. Drop vô đó thì nó là xong ha. Tiếp tục thì các bạn cứ khai báo 4 cây còn lại, 3 cây còn lại, server 2, server 3 và server Cairo. Thì cái này các bạn cứ copy name thôi. Khai báo hết 4 cây còn lại ha. Đây mình khai báo rồi, mình xóa đi. Rồi. Ôi, phải, 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 phải. 77. Số tự nhiên nó thoát cái. Đó, khai báo như vậy ha. Khai báo như vậy với mình. Rồi. Đó, xóa rồi, xóa đi rồi. Rồi đó, khi mà ấy xong hết. Ấy từng cái cũng được, nếu mà các bạn ấy từng cái xong rồi các bạn bấm reboot nè. Đó, server bấm reboot. Rồi. Đó. Server bấm reboot. Đó, từng cái luôn. Mất bao nhiêu cái drop vô thì cứ reboot hết. Từng cái. Reboot. Rồi ha. Đó. Rồi, ok ha. Đó, như vậy là khai báo xong 4 cây kiếm, 4 ánh sáng của 4 cây kiếm đó rồi. Đó, như lại là cũng đến cái khúc này là cũng đã gọi là hoàn thiện rồi ha. Lưu ý các bạn vào cái file prop editor lại, các bạn vào wireframe nè. Các bạn copy file này. Không phải copy đâu, các bạn kéo vô trong cái drop này, cái drop của add-on drop ha, các bạn kéo vô nè, đè lên trên cái này nè, nó đè lên, kéo lại ha, kéo lại để đè lên thì nó sẽ giống như khai báo thôi. Rồi xong đó, như vậy là ba cái này là mình cài xong rồi. Thì cái rip 5 thì các bạn copy ba file bin này, bắt vô trong thư mục game đó vậy thôi. Rồi rip 5.net thì các bạn chỉnh cái file configuration setting lại, một là chỉnh thành non nè, hai là chỉnh thành F3. Đó, F4 chuyển thành F3 là chuyển thành non để không có dùng phím gì hết luôn. Đó, các bạn copy mấy cái này. Các bạn paste vô. Vô trong thư mục game. Là xong, ok. Lúc này các bạn có thể vô game mà coi lại cái clip cái đầu clip này nha, hướng dẫn cách chơi luôn. Đó, các bạn có thể trải nghiệm luôn. Đó, các bạn cứ dùng làm theo cách của mình, add bed bằng clip của mình trước, add on cái clip bed này hoặc add thêm nhiều bed khác đó, rồi các bạn mod cái rip này vô thì các bạn có thể trải nghiệm cái rip này ha. Rồi ok, nếu mà các bạn ấy thì các bạn có thể theo dõi cái bay của mình để coi những cái nào mà mình mod, chuẩn bị mod mình sẽ up lên đây. Rồi các bạn có thể, nếu mà muốn thắc mắc gì hay là muốn hỏi gì thì cứ hỏi trên tham gia group, tham gia bằng gõ mà cù vặt gaming thì mình mới duyệt nha. Rồi các bạn có thể tham gia họ coi những cái bản mod hoặc là xe, mình có xe rất nhiều cái ở trên đây. Các bạn có tham gia group. Và hiện tại trên kênh mình cũng có bán bản mod 100k ha. Thì các bạn có thể tham khảo ở mấy cái clip, mấy cái đồ mod mình ghim ở trên đây. Các bạn có tham khảo để mua mod 100k của mình. Như cái này ha. Này mình cũng đang bán 100k này. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn đã coi clip của mình. Nếu mà thấy hay có thể like, share, subscribe, đăng ký kênh Cù Vặt Gaming để coi những clip mình hướng dẫn mod khác ha.